เอ้ยตาเบียดไงมาซัดเหลืออันเหลือไปละlấy mắm muối mình chính lại à, đây xin mời quý khách cho vào cho vào cho tớt ra ừ, cho vào tớt hãy em ăn thử chưa chín lản đâu ăn đi nó nhạt nó cho vào đi cháy xả bây giờ cho vào thì nó thơm mắm anh nhỉ mắm muối mình chính rắc 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 mắm muối mình chính à. À, đừng có quá tay nha mất ngon là tao hai xì rô mắmUi dồi, tao biết ngay, ui dồi, vẫn đổ thêm được. Ít mà. Ui, mày đổ một phát trượt tay ra đầy đây rồi. Xong lại còn một nắp nữa. Không sợ. Mắm nó bay mùi. Bay mùi. Có cho muối không? Thôi, muối gì nữa. Muối mì chính không? Có. Ít đi nhỉ? Nó nhạt, cho thêm, nhưng bây giờ phải cho thêm muối. Trời, rồi thế rồi. Muối mì chính. Đổ mắm, đổ phải cẩn thận vào. Cháo thơm. Đừng, cháo thơm phải chín.Mấy nắp mày cút mấy nắp cái gì ông chắp vào nắp đây để tôi tả cho nhá đây ông chắp vào nắp xong rồi đổ thêm nắp nữa thế ít quá nhỉ cái ít có đúng mà hơn thêm mắm ngon hơn thêm muối rau đây rau có nhiều không tớt à em rau thơm đấyrau này thơm lắm rau này là rau ăn trứng vịt lộn này em nhỉ rau ăn ngon rau rồi anh ơi mi xem có phải cho thêm mắm không thôi nhạt ghê nhạt con này cá làm như mặn lắm ấy chả mặn nhạt thôi rồi ấy vừa rồi không nhạt vừa đấy anh em đẳng cấp ấy thử miếng nào em thử miếng mời mọi người nhé đây con mình cụcngon ăn cục to hơn ngon ngon tuyệt vời mọi người quá ngon ok rồi đảo cho rau tí nữa không ngon đấy à chà 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 rồi xúc vào đi anh ơi qua đây chén này kiểm bưởi mày đấy kiểm lắm mày từ từbao mãi mấy tháng rồi người ta mới có bò đẻ để ăn rồi nhà mày thì bò đẻ chả bò thì em đẻ trong người nó đẻ đêm trong người thế là nó ra rau lúc nào nó ăn mất rồi chả biết không để đấy mà rình nó trong con bò con nó yếu nó chết luôn mà chết luôn mấy hôm sau chết bảo rồi rình nó mà lấy rau quả nè wow một đĩaừ nha mọi người nhé. Hôm nay tôi ăn bốc là mới ngon. Đúng rồi, chuẩn. Ăn bốc là mới ngon. Ê, cho mọi người cùng thưởng thức rau bò. À, nó gọi là chính xác thì là nhau bò. Nhau thai bò. Mời mọi người thưởng thức cùng anh em mình nhá. Áo bò. À, mời tất cả mọi người. À, em phải làm ngút thế ai. Nào.Lúc em đi chăn anh uống hết của em được không? Mờ làm thì không chịu làm mà cứ đòi ăn uống. Ở nhà em làm sạch cái này đây nhé. Wow, mọi người nhé, đây là cái quả cuống, đây là rốn bò này. Rất tiếc là hôm nay là thiếu mất cái quả sung, quả sung nó cũng rất là ngon đấy ở trong cái nhau này. Chó mày ngon quá mọi miếng ngon này ăn đi ăn đi gừng chả ăn nữa cay xả láng đặc sản ở bên Vĩnh Phúc nhá. À, hình như là có một làng gì đấy mà làng tỷ phú gì nuôi bò ấy cũng không biết ăn cái rau bò này đâu nếu mà có thể không ăn thì có thể gửi lại sang cho anh em Tam Mao nhé đấy à thôn Cẩm Phương xã Tản Lĩnh Gò Trống Ba Vì Hà Nội ấy quên đọc lộn thôn Cẩm Phương xã Tản Lĩnh Ba Vì Hà Nội nhé cứ gửi bao nhiêu rau bò sang để chén hết
Tại vì sao bỏ rõ ngon. Đấy. Này, nghe nói bên đấy cần bỏ. Nhưng mà ta bỏ con chó mà. Chó con chó thật là gần. Cái món này á, ngon hơn cả thịt bò ấy. Ngon hơn nhiều. Thịt bò á, không ngon mà cái này đâu là cải đấy. Wow. Cái này, một Coca-Cola. Ê, đáng nghĩ người mua Coca vậy. Coca gì đấy? Coca số 2. Cái cảm giác nó nhai vào trong nó vừa giòn vừa dai. Nó bùi. Nó bùi là cái cảm giác dễ nhận biết nhất. Ngon nhỉ. Em tìm được uống này. À không có. Quá là ok. Ăn nữa. Ăn được lê lê này. Hoa. Cái này chắc là nhiều cái bông ấy, cái đệm ấy. Cái đệm mà để con bê nó chui vào bên trong ấy nhỉ. Đây là đệm ấy. Đệm êm ấy. Mình ăn đệm. Ăn đệm. Giải thích rõ hơn về cái nhau thai bò này, nó là cái bọc ở bên ngoài con bò con. Đấy. Cái màng bọc ra ngoài bò con, khi con bò con nó quấy quấy vỡ cái màng đấy ra, nó chui ra ngoài thì nó sẽ còn cái màng đấy từ cái cuống rốn của bò, từ cái cuống của bò mẹ đến cái nhau này, sau để phải đợi khoảng tầm vài tiếng bắt đầu nó rụng cái cuống ở trên, xong rồi nó mới tụt cái kia xuống. Rồi. Gì á? Em đi làm rơi ra đất. Nó mới rụng cái cuống là cái mới tìm cái cuống xem nào. Cho mọi người xem đây, kiểu kiểu cái cuống như này, nó ra nó rụng cái đấy xuống này, nhau nó sẽ tuôn ra ngoài. À. Không mọi người hiểu không? Hả? Cái gì? Không nghe kênh mới. Con cái kênh, này là cái gì? Kênh mới là gì? Không nghe nào. Cái này là cái gì anh? Mày làm sao mà hiểu được? Không biết được. Tất ở trong này ta thái ra. Cái này như cái gì ấy? Anh ăn thử gì không? Gì? Anh như chả. Cái gì rồi? Chẳng chẳng biết. Nhưng cái này không ngon lắm. Cái kiểu gì? Không ngon. Chẳng ngon. Cái này mới ngon này. Ăn rau ngon. Thì cái đấy nó ở trong rau thôi. Hay là có một số thứ phải bỏ đúng không? Anh em mình không bỏ được. Tất cả toàn bộ rau này đều ăn được. Cái này nó lạc lõng ở đâu ra? Em hãy bỏ cái màng thôi. Màng màng mỏng này. Màng mỏng này cũng ngon. Nhưng mà cái màng mỏng này nó hay bị bám đất, do nó rơi xuống thì nó sẽ mọi người hay bỏ, nhưng mà ngon lắm. Cái này phải lấy chậu hứng á. Nó oát kìa các. Lấy chậu. Ngon ạ. Ngon nhỉ. Ngon. Quá ngon, đặc sản á. Bây giờ anh ăn nhau lợn cũng ngon. Nhưng mà nhau lợn thì nó dễ bị bẩn hơn mọi người. Tại vì con lợn nó nằm xuống nó đẻ. Nó nhau nó ra theo một con. Phải cái đấy phải sạch sẽ và thật kia. Cái này nó dễ ra hơn bò. Bò nó lâu ra hơn, không biết trông chỗ nào. Tao nghe nói mày ăn cả nhau thằng cu gì nhỉ? Nhau trong người ấy. Cu gì nhỉ? Cu gì? An ninh nhỉ? An ninh. Mà để ăn cả rau người. Ăn được. Mệt mệt. Hơi cay. Nhưng ngon lắm. Như là nó có các cái tia máu ấy nhỉ. Các cái này nó dẫn máu vào hay nào ấy. Dạ. Sả láng. Nói chung đối với nhiều người nó có khi là món ăn kinh dị đấy, nhưng mà ôi dù có thể cảm thấy kinh thì cứ gửi lên cho anh em ta mà. Quá ngon. Tuyệt vời. Tuyệt phẩm. Thế nói gì ăn là như này.
Đây, ăn là như này. Đồ ăn như một nửa một nửa. Không, phải thưởng thức dần dần mọi người ạ. Nếu mà là ăn nó sỗ qua nó sẽ không ngon. Hôm nay á, nó để mà mà mời chị anh ở gần nhà má về mà ở nhà gọi ra thích mấy món này lắm, ngon lắm. Gọi hết ra đấy. Thì nữa. Đúng rồi, đi làm rồi. Mình tin cháu gọi phát 30 giây có mặt không? Đúng rồi. Từ đi lấy điện thoại này. Món này chắc gọi phát là được không ấy. Này, hải sản. Đã đủ 30 giây đâu. Hải sản đấy nhỉ. Đặc sản. Đặc sản, hải sản đúng rồi, hải sản. Món này. Kinh điển đấy. Alo là có mặt. Việt Nam có tiếng cái đúng rồi. Rơi xuống đất là gì à? Thổi phù gần ngay à? Sạn sạn rồi, cũng mút hết đấy. Rồi, đoạn nó ngon. Lâu lắm ăn rau bò. Chán đấy. Rồi. Biết đâu? Không biết à? Rồi, rồi, rồi. Lấy rau chụp chụp. Có lắm. Ngon mẹ rau người thật đấy. Dũng cái gì mà chả ngon à? Dũng à? Dũng chưa chắc trừ mỗi cứt. À cứt ăn rồi. Anh bị ở đây rồi. Là toan. Ăn rồi. Là toan ăn chưa? Chưa. Ai ăn được là xoan. Dê ăn được. Dê anh bảo là cô ăn được là xoan được không? Ăn cứt dê rồi à? Cứt dê rồi. Thế ăn là xoan rồi. Không, ăn cứt dê với cả. Cứt non. Ăn cứt dê với cả. Em thơm thơm. Với cả. Nhiều thế nhỉ? Canh gì đấy nhỉ? Thơm thơm. Nhiều hơn. Đây còn thiếu lắm. Ít là em còn nôn lắm. Thiếu quả sung đấy. Nhiều cái cuống dài dài nữa này. Cả cái cuống dài nữa nó còn ăn mất rồi. Bị lọc hết. Vừa về đó nó lại đuổi chuột à. Xích chứ nhiều xích ạ. Đuổi theo con kia. Dụng xích. Cho nó sang đây làm miếng rau bò. Thế mà đang ngủ kệ vào gọi. Ý gì kìa. Mình thôi, clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Ngấy quá các bạn ạ. Nói chung là chỉ còn lại một chút rau thôi. Thế thầy cả. Ngon lắm. Đây này, còn rau là rau thơm chứ không phải là rau ngò. Nó có hai loại rau đấy. Thôi, xin chào tất cả mọi người nhá. Bye bye tất cả mọi người nhé. Nhớ đăng ký kênh và ấn chuông bên cạnh nhá. Bye bye. Đi chuột tiếp. Chuột.